là chương trình học pháp của Dharma trên mạng internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều sáng. Con là nhà Việt. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng Giêng năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma thì theo chánh đẳng biên soạn. Tiếp tục bài 59, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Siêu thượng tọa chánh đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm nhập cảnh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bổn Sư nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính trưởng thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma và tiếp tục bài 59, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Chúng ta cũng thỉnh đi diễn nhập bài học. Nam Mô Bổn Sư nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học thắng pháp Abhidhamma về sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Ở đây trong bài trước hết là trong bài đọc và chúng tôi xin đề nghị sư Từ Tri và cô Lăng Nhật Nguyệt đọc bài ngày hôm nay. Thứ nhất, trong cái lời mở đầu, thay vì nói không những chỉ nên nhớ
những con số mà còn hiểu rõ lý do là tại sao. Chỗ này chữ chỉ nên nó bị giới hạn, cho nên chúng tôi đề nghị là không những phải nhớ, bỏ chữ chỉ nên lấy chữ phải, không những phải nhớ mà còn cần hiểu rõ lý do tại sao. Chúng tôi đề nghị thêm hai chữ đó, bỏ chữ chỉ nên đi. Ở trong bài học á, chúng tôi không hiểu tại sao mà nó lại bị sai lỗi chính tả trùng lập hai thuộc tánh vô lượng phần, thì từ trên xuống dưới tới năm chữ là hai thuộc thánh vô lượng phần. Chữ thánh đó là chúng ta đổi, chúng ta sửa thành chữ tánh. Và tại copy hồi nãy sư huynh cũng nghĩ vậy, tại copy chữ đầu mà nó trật rồi là cứ copy dán xuống thì nó trật hết, cho nên sẽ là thuộc thánh. Thì vấn đề thứ ba đó, ở cái đoạn chót là tâm thiện ngũ thiền sắc giới, chỗ nói rằng thuộc tánh thọ trong tâm ngũ thiền thì từ thọ lạc biến thành thọ xả. Cái chữ biến thành đó, cho nên chúng tôi đề nghị là đổi thành, từ thọ lạc đổi thành thọ xả. Ồ, và cuối cùng thì chúng tôi có lời đề nghị là bởi vì cái sự tương hợp giữa tâm thiện sắc giới và thuộc tánh đó, giữa tâm sắc giới và thuộc tánh đó, thì dù cho tâm thiện sắc giới hay tâm quả sắc giới hay là tâm tố sắc giới, thì thuộc tánh giữa các cái tâm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đều có con số giống nhau: 35, 34, 33, 32, 30. Và như vậy khi mà chúng ta trình bày thì chúng ta cũng không có mất thời gian nhiều. Xin đề nghị là chúng ta học luôn, cũng giống như bài học trước là thiện dục giới, quả dục giới tình hảo, tâm duy tác dục giới tình hảo vậy. Bây giờ chúng ta học thiện sắc giới, quả sắc giới và duy tác sắc giới luôn. Dạ, xin cảm ơn sư đệ. Như vậy chúng tôi có 4 điểm trong cái lời dẫn nhập, tôi xin đề nghị đổi từ và chính tả v.v. Thì như vậy bây giờ xin mời cô Lan Diệu Nguyệt đọc cho bài học, và chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Giảng Sư hôm nay sẽ giảng giải bài học này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác Sư Tứ Lăng Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thích Siêu. Bây giờ thì con xin được đọc bài học. Bài học của giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, tiếp tục bài 59. Phần tâm thiện sắc giới. Một trong những điều rất quan trọng
Trong việc học thắng pháp Abhidhamma là hiểu rõ sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Người học không những phải nhớ những con số mà còn cần hiểu rõ lý do sao có và tại sao không. Đây là đặc điểm mà thắng pháp mang lại cho người học. Tâm thiện sắc giới. Thuộc tánh. Có 35 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 19 thuộc tánh tình hảo biến thành, 2 thuộc tánh vô thượng vô, vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. Tâm thiện sơ thiện sắc giới có 35 thuộc tánh, 13 thuộc tánh tự tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 2 thuộc tánh vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. 2 thuộc tánh vô lượng phần mang tính tương hợp bất định. Tâm thiện thiện sắc giới có 34 thuộc tánh, 12 thuộc tánh tự tha trừ thuộc tánh tầm, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 2 thuộc tánh vô lượng phần thuộc tánh trí tuệ, 2 thuộc tánh vô lượng phần mang tánh tương hợp bất định. Tâm thiện tam thiện sắc giới có 33 thuộc tánh, 19 thuộc tánh tự tha trừ 2 thuộc tánh tầm và tứ, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 2 thuộc tánh vô lượng phần thuộc tánh trí tuệ, 2 thuộc tánh vô lượng phần mang phần, hai thuộc tánh vô lượng phần mang tánh tương hợp bất định. Tâm thiện tứ thiện sắc giới có 32 thuộc tánh, 10 thuộc tánh tự tha trừ 3 thuộc tánh tầm, tứ và hỷ, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, hai thuộc tánh vô lượng phần thuộc tánh trí tuệ, hai thuộc tánh vô lượng phần mang tánh tương hợp bất định. Tâm thiện ngũ thiện sắc giới có 30 thuộc tánh, 10 thuộc tánh tự tha trừ 3 thuộc tánh tầm, tứ và hỷ, thuộc tánh thọ trong tâm ngũ thiền tùy thọ lạc biến thành thọ xả, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến thành thuộc tánh trí tuệ. Phần chú thích. Năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định là những yếu tố then chốt tạo nên các tầng thiền. Chi thiền tầm là thuộc tánh tầm, chi thiền tứ là thuộc tánh tứ, chi thiền hỷ là thuộc tánh hỷ, thuộc hành quẩn chứ không phải thọ quẩn như thọ hỷ trong thuộc tánh thọ. Chi thiền lạc là thuộc tánh thọ, thọ quẩn. Chi thiền định là thuộc tánh nhất hướng. Một điểm thú vị là năm chi thiền nằm trong các thuộc tánh tự tha trong đời sống bình thường là những cơ năng hơn là mang tánh thiện hay bất thiện. Những khác biệt về tương hợp thuộc tánh tùy theo từng thiền. Không có các thuộc tánh ngăn trừ phần vì đối tượng của những thuộc tánh này khác với các tâm thiền sắc và vô sắc giới. Vô lượng phần mang tánh bất định. Chỉ có nếu hành giả tu tập tâm định bằng bốn phạm trú Brahma Vihara và bạch tượng tòa nhắc đã gì thì con sẽ đọc luôn phần tâm quả sắc giới hay là không ạ, vì phần tâm quả sắc giới thì con chưa có nhận được cái phần chú thích. Tâm quả sắc giới phần thuộc tánh có 35 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 22 tịnh hảo, trừ giới phần. Tâm quả nhị thiền không có tầm, tâm quả tam thiền không có tầm, tứ. Tâm quả tứ thiền không có tầm, tứ, hỷ. Tâm quả ngũ thiền không có tầm, tứ, hỷ, lạc và vô lượng phần. Phần tâm chi tác sắc giới thuộc tánh có 35 thuộc tánh tương hợp, 13 tự tha, 22 tịnh hảo, trừ giới phần. Những bậc thiền cao cũng bớt các chi thiền thô như tâm thiện và quả sắc giới.
tâm vô thiện sắc giới. Thuộc tánh có 30 thuộc tánh tương hợp, 10 thuộc tánh tự tha trừ tầm tứ hỷ, 20 thuộc tánh tịnh hảo trừ giới phần vô lượng phần. Tâm quả vô sắc giới có 30 thuộc tánh tương hợp, 10 thuộc tánh tự tha trừ tầm tứ hỷ, 20 thuộc tánh tịnh hảo trừ giới phần và vô lượng phần. Tâm di tác vô sắc giới có 30 thuộc tánh tương hợp, 10 thuộc tánh tự tha trừ tầm tứ hỷ, 20 thuộc tánh tịnh hảo trừ giới phần và vô lượng phần. Dạ. Đến đây thì con xin kính thỉnh thượng tọa Đăng Đẳng giảng dạy cho bài học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ thượng tọa Tổ sư, đại lễ chư tôn đức thần cho tất cả quý Phật tử. Trước nhất xin lỗi cô Lăng Giao Nguyệt là bài học gửi hồi tối hôm qua đó thì thiếu phần chú thích cho tâm giới và tâm vô sắc giới, bởi vì lúc đó nghĩ là chỉ giảng có tập thiện sắc giới thôi, nhưng mà sau nó đổi ý. Thì như lời chúng ta tôi xin có đề nghị đó là chúng ta giảng luôn ba thứ tâm đó, và ba thứ tâm thiện, tâm quả và tâm chư tác sắc giới, cũng như giảng tâm vô sắc giới ngày hôm nay. Do vậy nếu quý vị có xem lại cái phần bài học gửi sáng nay đó thì có đủ cả ba luôn. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi viết bài đó thì đôi khi chúng tôi viết bằng một cách viết rất là nhẹ nhàng, đó là cái gì nên, thí dụ như là chúng ta nên biết cái gì đó. Nhưng mà riêng từ tòa tuệ siêu thì trong cái cách dạy của trường tòa, mà dĩ nhiên là do cái sự quan trọng của bài học đó, thì trường tòa nhấn mạnh rằng không phải chỉ nên mà còn là phải biết và phải biết. Và đúng như vậy, nếu mà một người học thắng pháp áo di thông mà không có biết lý do tại sao mà tâm này nó có những thuộc tánh nào, mà thuộc tánh nào có tâm nào đó, thì thực sự phải nói là có vấn đề. Dạ, có vấn đề xảy ra. Như chúng tôi tuổi siêu yêu cầu sửa lại là chúng tôi nói là phải biết. Cái chuyện đó chắc chắn như vậy. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào trong bài học này đó, thì rất là cần để chúng ta trở lên một ít cái khái niệm về những cái hiểu của chúng ta đối với tâm thiền qua những gì được đề cập ở trong Thắng Pháp, cũng như ở trong toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng trong cuộc sống hàng ngày, nói đến cái thiện và bất thiện, nói đến cái tốt và cái xấu, thì chúng ta hãy nghĩ đến ví dụ như là một buổi lễ trang nghiêm, một cái trường hợp làm cho chúng ta xúc động, một cái ngày trai tăng và chư tăng đông đảo, vân vân. Hay là mình phát tâm bố thí trì giới, những sự phát tâm thiện đó, nó có tính cách là vĩ đại, cao rộng về phương diện gì đó. Nhưng mà tất cả những cái khái niệm tốt xấu mà ở trong tâm dục giới đó, thì thứ vì nó thường đi với cảnh
giống như chùa to Phật lớn đông đảo, hay hoặc giả là nó đi với cái cảm xúc và rất là khoan nghĩ, rất là bao lẻ vân vân. Thì cái quan niệm về tốt và xấu đối với dục giới đó là chúng ta tạm thời, chúng ta tạm thời để sang một bên, đừng nghĩ đến nhiều, mà chúng ta phải nói đến khi nói đến tâm thiền thì chúng ta phải nói đến làm sao tâm nó không bị phiền não chi phối. Và phiền não ở đây đặc biệt là năm triền cái, năm triền cái hay năm pháp ngăn ngại. Năm pháp ngăn ngại đó là tham dục, luôn luôn muốn, luôn luôn mong cầu, luôn luôn đi tìm, nó không yên chỗ. Sân độc là sự bực bội, phẫn nộ, cáu bẩn. Hôn thủy là trạng thái uể oải, giả dười, lười biếng. Hối quá trạo hối, chúng ta nói trạo hối thôi, trạng thái dao động, hối tiếc. Và hoài nghi là trạng thái lưỡng lự. Năm cái pháp này đó, đôi khi đối với một người bình thường như chúng ta đó, nó không có vấn đề lớn. Ví dụ như là một nhà sư mà sát sanh thì mới là vấn đề. Như một nhà sư mà buồn ngủ, quể quải thì không có vấn đề gì hết. Hay là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tâm của chúng ta nó không có yên, nó dao động, thì mình thấy rằng nó không phải là cái chuyện mà đi ngược lại với luân thường đạo lý gì. Nó chỉ là tâm chúng sanh thì bị dao động thôi. Nhưng mà đối với thế giới của thiền á, thì những cái trạng thái này, tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối, nghi hoặc, nó là lớn chuyện, nó là trở ngại. Và để đối trị lại năm cái ngăn ngại của đời sống nội tâm này đó, thì có năm cái chi thiền được xem là rất là quan trọng để khiến cho tâm được an tịnh, phát huy định lực. Để đối trị với tham thì chúng ta cần định. Định là cái khả năng tập chú vào một đối tượng, và sự tập chú đó có khả năng kéo dài. Ở trong mỗi sát na thì nó có sự tập chú rồi, nó có cái ekakata rồi, nhưng mà để gọi là định đó, ví dụ như là mình có thể giữ được cái sự tập chú đó ở thời gian nhiều sát na không, hay là nhiều phút mình chỉ để ý hơi thở ra vào, thì nó chưa là định theo cái cách của thiền, tức là định được tục chi định được. Mà ở trên cái hơi thở đó, ở trên cái đối tượng đó, chúng ta sẽ tập trung vài ba phút, vài ba chục phút, có thể vài ba tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mình tập trung như vậy, cái tâm chúng ta nó giảm thiểu sự chi phối của vọng móng, đuổi bắt, đi tìm cái này, bông cái kia. Ví dụ như hôm nào mình thử ngồi thiền, mình thấy rằng cái tâm của chúng ta bây giờ nó không biết, nó giống như con khỉ chuyền cành. Con khỉ mà biểu nó ngồi yên trên cây thì không được, trừ khi nó bị bệnh. Chỉ có con khô la thì mới ngồi ôm chỗ thôi. Còn con khỉ thì bắt buộc nó phải lăn xăng chạy thì. Cho dù chúng ta là ai, sống được hạnh phúc thế nào, thì cái tâm luôn luôn nó chạy hết cái này, buông cái kia, bắt cái đó. Bây giờ mình nói rằng mình nghèo thì mình bơ đến tiền, nhưng không nghĩa là khi mình có tiền thì mình không có bơ, không nghĩ được, không có chi tiền cái này kia được. Đó là vấn đề của tâm. Thành ra để diệt trừ, để đối trị, giảm thiểu cái tham, thì cái định phải phát triển. Và để đối trị cái sân độc,
thì chúng ta cần trạng thái hỷ. Chữ hỷ ở đây là một chữ mà quý Phật tử phải lưu ý lắm. Tại vì ở trong từ vựng Phật học, đây là một cái chữ mà không có được dễ bị hiểu lầm trong Thắng Pháp. Ở trong Thắng Pháp có hai cái chữ mà nó phiền cho chúng ta nhiều, học quý vị phải phân biệt đó. Đó là cái chữ xả và chữ hỷ. Cái chữ hỷ ở đây là sự hân hoan, hay chúng ta gọi là phấn khích. Nó khác với cái thọ hỷ là vui mừng. Một cái thuộc về thọ quẩn, một cái thuộc về hành quẩn. Thì cái sự hân hoan ở đây đó, dĩ nhiên là khi tâm hân hoan thì nó có thể là thọ xả được. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt giữa thọ hỷ và thuộc tánh hỷ, và một cái thuộc về thọ quẩn, cái thuộc về hành quẩn. Ở trong cái tâm thiền thì không có thọ hỷ, nhưng mà có cái thuộc tánh hỷ. Thì thuộc tánh hỷ là sự hân hoan. Sự hân hoan này nó làm cho chúng ta thoải mái. Thoải mái khi ngồi thiền, thoải mái khi nhập thiền. Và cái sự hân hoan này nó là một cái liều thuốc để trị cái gọi là cái sự bực mình, sân độc. Như đời sống bình thường của chúng ta mà có chuyện gì vui thì mình dễ dàng tha thứ, mình xóa đi những cái bực bội cáu kỉnh khác. Chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi hồi còn nhỏ ở nhà với một có thời gian ở với bà Tư, là em của bà ngoại. Bà Tư thì hàng ngày có khi bà Tư hay la cái này rầy cái kia. Nhưng mà khi mà bà Tư biết là con trai ở xa sắp về đó, thì bà Tư rất là vui, rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Là bởi vì trong lòng nó có sự hân hoan. Nên cũng tương tự như vậy trong đời sống của chúng ta đó. Mà nếu chúng ta có một cái gì đó làm cho chúng ta hân hoan đó, thì chúng ta ít có sân hận, ít có bực bội, ít có khó chịu với những người xung quanh. Thì cái cuộc sống của những người mà nghèo nàn về cuộc sống nội tâm á, không có niềm vui đó, họ dễ cáu kỉnh, họ dễ bắt chẹt người khác, họ dễ sân hận với người khác, là bởi vì thiếu cái sự hân hoan đó. Và chúng ta gọi là hỷ đó, nó giúp chúng ta đối trị cái trạng thái gọi là sân độc, cái pháp ngăn ngại sân độc. Rồi chúng ta nói đến hôn thủy, là trạng thái quỷ quái. Bùi lực, một trạng thái tâm tâm cùng lục, trạng thái tâm không có bén nhạy. Thì cái tâm mà quỷ quái đó, nó được đối trị bởi một cái gọi là tâm, cái chi thiện tâm. Tâm là cái khả năng hướng tâm đến đối tượng. Và ví dụ như bây giờ quý vị đang nghe Pháp, và nếu quý vị thích môn Thắng Pháp đó, thì Thượng Tọa Tuệ Siêu có đề nghị là sửa điểm này, sửa điểm kia đó. Quý vị bắt rất là nhanh. Tại vì sao quý vị thích môn học đó? Quý vị nhạy bén với chuyện đó. Nghe nói một câu là mình để ý liền. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái khả năng bén nhạy đó, không khả năng mà hướng tâm liền lập tức đó, thì thưa quý vị, mình nghe nói mang mang ở đâu đó, lờ mờ đó, thì cái trạng thái mà hôn thủy, hôn trầm thủy biên hay là quỷ hoại giả dư đó, nó giống như nó làm cho tâm tư chúng ta lờ mờ. Thật ra cái tâm mà là nó khắc chế cái gọi là hôn trầm thủy biên. Và cái trạng thái mà chúng ta gọi là trạo hối, là dao động và hối hóa đó, thì nó được đối trị bởi, nó được trị bởi cái chi thiền chúng ta gọi là lạc. Lạc là trạng thái thẩm thấu, hưởng cảnh. Ở trong kinh ví dụ là
giống như là hỷ sự hân hoan khi mình khát mình thấy nước, hay buồn ngủ gặp chiếu manh. Nhưng mà lạc cái giống như mình khát mà được uống nước, cảm giác uống nước đó thấm thía, cái sự thấm thía đó gọi là lạc. Thì chính cái lạc á, nó trị cái gọi là dao động. Chứ tôi lấy một cái ví dụ người ta nói ở ngoài đời đó, là khi nào mà vợ chồng ăn nên làm ra, có đồng tiền vô đó thì ít cái lục đục với nhau. Nhưng mà bắt đầu mà có bạn việc làm khó khăn thì hãy lục đục với nhau. Thì điều này cứ cho chúng ta hiểu điều là khi nào mà mình có cái lạc, có một cái sự thẩm thấu đối với hạnh phúc thực sự đó, thì thứ vì chúng ta ít có cái trạng thái dao động, cái tâm trường nó đầm hơn, nó yên hơn. Thành ra cái gọi là lạc đó thì nó đối trị cái gọi là trạo hối. Trạo hối là hai cái trạng thái, trạo là trạo cử, hối là hối quá, trạo cử là dao động, còn hối quá là trạng thái nuối tiếc. Và sau cùng thì cái trạng thái gọi là nghi hoặc, là trạng thái lưỡng lự phân vân, không có quyết đoán, không quyết định được. Từ trạng thái lưỡng lự phân vân này nó tạo thành nghi hoặc, nó sẽ được trị bởi cái trạng thái gọi là tứ. Thì cái tứ nghĩa là cắn khích, dán vào cảnh. Thỉnh thoảng chúng ta đi ngoài, đi xe rồi đi xe mà có một vài thứ mà chúng ta cần dán vô trong cái kiến ở phía trước, cái tablo phía trước, cái kiến ở phía trước mặt mình, nó có cái gọi là cái sticker, nó còn là cái miếng ni lông trong mà dày. Cái sticker này là nó, mình dán vô thì nó dính vào trong kiến. Thì thứ vì có khi mình dán dính thì dán không dính, dán dính là khi nào miếng kiến nó sạch, cái sức cơ nó sạch thật, thì dán vô nó dính, không có thì rớt ra. Thì mình nói tầm giống như dán, tức là mình đưa tay mình dán vào, nhưng mà tứ là nó dính hay không là một chuyện khác nữa. Có nhiều khi mình để tâm, mình hướng tâm đến cái gì đó, nhưng mà gắng cố gắng gì mình không có gắn bó, không có kháng khích. Cái tứ là kháng khích, là gắn bó. Ví dụ quý vị cũng cố gắng chú mục tức là tập trung mắt vào để đọc trang sách, nhưng cái tâm mình nó không có gắn bó. Hay là có giả là quý vị nghe chư tăng nói chuyện, nghe thì có nghe, nhưng mà sao nó không có mặn mà, nó không có kháng khích, nó không có gắn bó với những gì được nghe. Cái đó gọi là thiếu cái tứ. Tứ thì ở trong tiếng Anh thường dịch là sustained thought, tức là một cái trạng thái mà nó làm cho chúng ta kháng khích, duy trì cái tâm trên một đối tượng. Cái sustained là duy trì, gọi là tứ vị tất cả. Thì thưa quý vị, năm cái chi thiền này, tầm tứ hỷ lạc định đó, nó không có nằm ở trong cái thuộc tính tịnh hảo, mà nó nằm ở trong 13 thuộc tính tự tha. Đặc biệt ở trong đó thì tầm tứ hỷ thì nằm ở trong thuộc tính tự tha bi cảnh, và lạc và định nó nằm ở trong cái thuộc tính tự tha biến hành. Định đó là nhất hướng, còn lạc nó nằm ở trong cái thuộc tính là thọ. Thì thứ vì cái thuộc tính thọ này mình phải để ý là thọ là có mặt trong tất cả tâm, và thọ đó thì có thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả.
Và ở trong này đó, trong năm chi thiền đó, thì có cái là lạc. Nhưng mà khi tu tới trạng thái ngũ thiền đó, thì điều này nó biến thành xả, nó đổi thành xả. Hồi nãy thì tôi siêu dặn sửa lại là nó đổi thành xả. Thật ra chúng tôi có sửa lại. Tại vì ở trong thắng pháp, nếu mình nói không khéo, nó biến thành thì giống như cái này như cục bột này, mình nặng hình vuông rồi xong cục bột đó nặng hình tròn cũng cục bột đó, không phải. Hiểu như vậy là hiểu sai. Dạ. Cái thọ mà ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nó là thọ. Thí dụ như mình nói do không sơ nhị tam thiền đó, nó là thọ hỷ, nhưng mà tứ thiền nó chỉ là lạc và định. Thì từ cái lạc đó nó đổi sang ngũ thiền đó, thì khi sang ngũ thiền đó, thì cái thọ không phải là lạc, mà thọ đó là thọ xả, nó cũng là thuộc tánh thọ, nó có một chút hơi cúp mắt chút xíu, vì Phật tử để ý và để ý thuộc. Thì ở đây khi mà mình nói về các cái tâm thiền đó, thì chúng ta không còn nói đến cái tốt cái xấu theo đạo đức luân lý về thường thức nữa, mà chúng ta nói về năm truyền cái và pháp đối trị năm truyền cái. Năm truyền cái đó là tuy là bất thiện, là dục tham, sân độc, hôn thủy, trạo hối, hoài nghi, nó thuộc trục tánh bất thiện. Nhưng mà cái pháp mà đối trị năm cái truyền cái này, năm cái pháp cái này, năm pháp ngăn ngại này đó, nó không nằm ở trong cái thuộc tánh tịnh hảo, mà nó nằm ở trong cái thuộc tánh trợ tha. Yeah. Đó là tầm tứ hỷ lạc định như chúng tôi vừa đề cập. Thành ra khi mà mình nói đến những thuộc tánh, mình phải nắm vững và nắm vững về cái năm cái truyền cái và năm cái chi thiền. Và một điểm khác nữa là trong cái sự tu tập thiền chi đó, càng lên cao, càng thuần thục thì nó càng giảm thiểu các thiền chi. Anh tương tự như là khi mà mình mới học tiếng Anh hay học một ngoại ngữ, thì chúng ta đọc một câu, chúng ta phải nhận ra cái mặt chữ, rồi chúng ta ráp vần, rồi sau đó chúng ta mới nhận ra nó thuộc về từ loại nào, là danh từ ấy, là chủ từ, động từ, trúc từ, rồi ráp thành câu, ráp thành mệnh đề. Là khi mà mình mới học đó, thì nó đỉnh kỉnh nhiều thứ. Do vậy khi mình mới học sinh ngữ thì mình nói chậm. Nhưng mà như bây giờ tiếng Việt mình thông suốt rồi thì mình biết cái chữ đó. Và thí dụ hồi nãy sư tổ từ sư nói cái chữ đó hay mình nói thuộc tánh vô lượng phần, thì đánh lộn là thuộc thánh vô lượng phần, thì mình biết là biết chữ đó nó như có như chữ hát á. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy khi tổ từ sư đọc cái chữ tánh đó, chữ thánh đó, thì tổ phải ráp phần, giống như em nhỏ đi học ở ngoài phải ráp phần, không có. Và khi mà mình đã thạo với ngôn ngữ rồi, mình lướt mắt qua là mình đọc thôi, chứ mình không ráp từng mẫu từ với nhau. Nó có sai thì cái này thì hơi khó hiểu một chút, nhưng mà đại khái là ở trong các cái thiền, trong cái tầng thiền chứng á, càng lên cao á, càng thuần thục á, thì cái chi thiền nó càng giảm bớt. Dạ, nó càng giảm bớt. Giống như là khi mà mình học một cái ngôn ngữ á, mà mình càng lão luyện á, thì mình không còn ráp vần, không còn nghĩ đến văn phạm, nghĩ đến ngữ pháp trong từ, nó có đó nhưng mà không có nghĩ tới được. Dạ, tức là nó đi rất là nhanh, không có cần phải trong một câu mà mình như mình mới học phản ngữ Pali, mà cái nào là động từ, cái nào là túc từ, cái nào là chủ từ, vân vân, mình không có làm như vậy nữa. Thật ra ở trong các chi thiệt cao chúng ta giảm bớt. Thì trong sự giảm bớt đó, đó thì chúng ta nói ban đầu là cái tầng thiền chứng đầu tiên là sơ thiền đó, thì có đủ cả năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà khi bước qua cái tầng thiền thứ hai thì bỏ bớt cái tầm đi. Dạ. Tức là giống như quý vị Phật tử mà
đã quen nghe pháp trong Pao Thoát rồi thì khi quý vị mở ra quý vị nghe liền, nghe chúng tôi đang nói gì về liền, chứ quý vị không cần phải phải nghĩ là ô bữa nay xin nào thuyết pháp đang thuyết về đề tài gì vân vân và vân vân, mình không có phải hướng cái tâm vào chuyện đó được, mà mình đem cái tâm mình hòa vào những gì vị giảng sư đang nói liền lập tức, tại vì mình đã nghe nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm rồi. Nhưng mà ở đây có thể nói như vậy là khi bước qua vị thiền đó thì nó có cái sự khác biệt giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Và điều này thì tiên sư và chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều lần ở trong lớp học này, hôm nay nhắc lại đó là ở trong kinh tạng đó thì nhị thiền là bỏ tâm và tứ, không tâm không tứ, dạ không tâm không tứ. Nhưng mà trong thắng pháp tạng thì tính thực là nhị thiền là mới có bỏ tâm thôi, và bỏ tứ là tam thiền, dạ tam thiền mới là tâm tứ. Thật ra thì mặc dù nói như vậy, chứ nếu mà quý vị đọc ở trong kinh Phúng Tụng và một vài cái đoạn kinh khác trong Patisamphida của kinh Tạng thì cũng có nói đến pháp gọi là hữu tâm hữu tứ, có những pháp gọi là vô tâm hữu tứ, có. Nhưng mà vấn đề nó hơi quá ly chi, thật ra trong cách nói bình thường ở trong kinh Tạng thì có bốn thiền, và ở trong thắng pháp có tới năm thiền. Chúng tôi phải nói điều này là tại vì có một vài học giả, một vài vị mà học mà có tính cách là bươi móc soi mói đó, thì các vị nói rằng thắng pháp là đặt sau này thành ra mới có thêm một tầng thiền, còn kinh Tạng là nguyên thủy thành ra có bốn thiền, thắng pháp có năm thiền. Nói như vậy thì chúng tôi tạm gọi là người là tìm cách để mà chỉ trích thôi, chứ nó không có cơ sở. Tại vì ở đây nêu vấn đề nó tế nhị hơn là ở trong kinh Tạng có nói đến có pháp vô tầm hữu tứ, có chứ không phải không có, nhưng mà thường là nói đến bốn thiền, trong thắng pháp nói năm thiền. Rồi ở trong tam thiền thì chúng ta nói là bỏ cả tầm và tứ. Trong tứ thiền thì thưa quý vị, ở trong theo tứ thiền ở đây trong thắng pháp á, thì không có hỷ, chỉ có lạc và định, và đạt đến trạng thái ngũ thiền đó thì cái lạc á, nó không còn, mà nó đạt đến chỗ rất là vi tế, nó chỉ xả và định. Và cái ngũ thiền sắc giới đó là một cái trạng thái tương đương với ngũ thiền của vô sắc, nó chỉ khác là cái đề mục của vô sắc giới là hoàn toàn là trừu tượng, còn sắc giới là còn là những cái đề mục kasina ở cái mức độ mà tế nhị nhất. Thì thưa quý vị, nói một cách chung chung là ở trong khi mà chúng ta học về thiền thì chúng ta thấy như vậy là trong cái chỗ mà nó càng vi tế của nội tại đó thì nó càng lúc càng giản dị hơn, càng lúc càng giản dị. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là ngày xưa Hòa Thượng Hộ Giác còn sống đó, thì Hòa Thượng có một vài người bạn, bạn mà có thể nói rằng cả 60 năm ở trong cuộc đời, giống như Hòa Thượng Chân Điền hay là Chân Tâm bên Pháp, chúng tôi có thấy một điều như vậy là những người lớn tuổi đó, khi mà càng lớn tuổi càng có cái tuổi đời nhiều rồi thì cái giao tình của các vị nó đơn giản, nó không có rườm rà như là những người, nó không có ồn ào những người trẻ tuổi. Nó, chúng ta tạm gọi là giản dị nhưng mà thâm sâu. Thì tâm thiền của mình, tâm thiền nó có cái đặc điểm là càng đi đến cái chỗ trình độ cao tế nhị rồi thì nó càng bỏ bớt đi, bỏ bớt đi cái lễ mễ, cái dài dòng. Ví dụ chúng ta nói rằng các tầng thiền là gì, tầng thiền là
giảm bớt các cái chi thiệt, giảm bớt tổng, giảm bớt tứ, giảm bớt thị, giảm bớt lạc. Và cái từng thiền đó là còn xả và định. Đây là một điểm rất là thú vị khi mà chúng ta đi vào cái những cái điểm này của Thắng Pháp. Thì thưa quý vị, khi mà mình học vào tâm sắc giới, có nói về tâm chi thiền đó, chúng tôi có một cái lưu ý mà hôm nay nhắc lại một lần nữa đó. Đó là cái thọ hỷ nó khác với thuộc tánh hỷ. Thọ hỷ thuộc về thọ, nó thuộc về cảm giác. Và thuộc tánh hỷ nó thuộc về hành quẩn. Nó là trạng thái hân hoan. Dạ, sự hân hoan. Chúng tôi cũng phải nói rằng cái chữ này là một cái chữ dịch rất là cổ. Ở trong Di Thức Tam Thập Tụng của Ngài Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đó, thì Ngài cũng dùng một chữ hỷ. Và thú thật mà nói thì chúng tôi không có thoải mái với cái chữ này. Tại vì nó thuộc tánh hỷ đó, thì rất là dễ làm cho nhiều người tưởng đó là thọ hỷ. Yeah. Chúng tôi nhắc lại là thuộc tánh hỷ nó thuộc về hành quẩn. Còn cái thọ hỷ nó thuộc về thọ quẩn. Hai cái đó khác nhau. Có lẽ là trong tương lai với giáo trình Thắng Pháp thì cái thuộc tánh hỷ phải đổi vào một chữ khác để nói về sự hân hoan hơn là nói về cái cảm thọ như là thọ hỷ. Và bây giờ thì chúng ta lại đề cập đến một điều mà chúng ta đã từng nói trong thuộc tánh dục giới tịnh thọ biến hành, đó là tứ vô lượng tâm hay là bốn pháp phạm trú ở Brahma Vihara. Tứ vô lượng tâm đó là bốn cái trạng thái nó có mặt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và nó có thể dùng để phát triển một cách tế nhị, trở thành cảnh giới của thiền định. Và đặc biệt ở trong bốn phạm trú này, lấy chúng sanh làm đối tượng. Yeah, lấy chúng sanh làm đối tượng. Tâm tư là lấy tất cả chúng sanh, mong cho chúng sanh được an lạc, được hạnh phúc, được chứng đường tốt đẹp. Đó là sự thân thiện, đó là lòng từ mẫn, đó là sự hòa ái. Tâm bi là lấy chúng sanh khổ làm đối tượng, mong cho chúng sanh khổ, hết khổ. Tâm hỷ là lấy chúng sanh hạnh phúc làm đối tượng, mong cho những chúng sanh hạnh phúc, được hạnh phúc nhiều hơn. Và tâm xả đó là cái tâm an nhiên trước những cái bất toàn, trước những cái dị biệt của chúng sanh, bởi vì mỗi chúng sanh có cái nhân quả riêng của mình. Thì ở đây đó, hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ đó, nó rất là đơn giản, là tại vì hãy nói đến bi là lấy chúng sanh làm đối tượng, nói đến tùy hỷ lấy chúng sanh làm đối tượng, bi là lấy chúng sanh khổ đối tượng, hỷ lấy chúng sanh hạnh phúc làm đối tượng. Nhưng mà cái chi pháp mà của tâm từ, như lần trước bài học trước thì Đạo Từ Siêu và chúng tôi có đề cập đến, đó là nó là cái thuộc tánh vô sân. Không phải thuộc tánh vô sân nào cũng là tâm tư. Cái này là cái mà thuộc tánh tâm tư chính là cái chi pháp của tâm tư là thuộc tánh vô sân. Nhưng mà không phải vô sân nào, thuộc tánh vô sân nào cũng là tâm tư. Lấy ví dụ như là khi mà mình mong mỏi cho chúng sanh được an lạc thì tánh vô sân
mới được phát triển trở thành một cái phạm trú. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, chúng ta làm việc này việc kia có thể là bằng tâm vô sân, nhưng mà cái vô sân đó không gọi là tâm từ. Và tâm từ luôn luôn là thuộc tính vô sân, nhưng mà vô sân không phải lúc nào tâm từ. Xả cũng vậy. Và cái xả này nó cũng có hai vấn đề về văn tự và về chi pháp. Cái xả này đó, mà trong xả vô lượng tâm, không phải là thọ xả, không phải thọ xả của thuộc tánh thọ. Xả ở đây là thuộc tánh quân bình. Chúng ta thường xuyên hay dùng cái chữ gọi là trung hòa, trung tính, trung hòa. Còn chúng ta dùng chữ quân bình là nó không có thiên lệch. Ví dụ như là mình giữ cái tâm không có nặng về cái gì quá, bởi vì mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, ví dụ vậy. Thì ở đây cái xả này tức là thuộc tánh trung hòa. Thì chúng ta phải để ý về điểm này. Không phải là thuộc tánh quân bình nào, thuộc tánh trung hòa nào, thuộc tánh quân bình nào cũng là xả vô lượng tâm. Tức là thuộc tánh gọi là xả vô lượng tâm đó, thì cái đó phải nó phải là lấy chúng sanh làm đối tượng. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp ở trong đời sống hàng ngày chúng ta đó, thì cái thuộc tánh quân bình này không phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Thì khi một vị mà tu thiền đó, thiền chỉ samatha, phải tu tập bốn phạm trú đó, thì những tâm từ bi hỷ xả nó mới có mặt ở trong tâm thiền. Và những cái trạng thái từ bi xả mới còn. Còn không phải vị nào chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng ở trong đó có những tụ tánh như bi tùy hỷ, không có. Không có. Có thể có cụ thánh vô sân nhưng có gọi là tâm từ, quân bình cũng phải là tâm xả. Nhưng mà ở trong sớ giải ghi rất là rõ là nếu trong trường hợp một vị mà tu bốn vô lượng tâm, thì khi mà đạt đến tứ thiện rồi thì vị đó còn. Nhưng mà tới khi tu tập đến ngũ thiền sắc giới, chỉ ngũ thiền sắc giới thôi, thì chỉ còn xả vô lượng tâm thôi. Tại vì cái tâm nó quá tế nhị cho cái trạng thái từ bi và hỷ. Thì cái xả vô lượng tâm đó còn ở ngũ thiền sắc giới. Mà dĩ nhiên là nó không có vô sắc giới. Tại vì sao? Tại vì tâm thiền vô sắc á, lấy không vô biên đối tượng, thức vô biên đối tượng, vô sở hữu, vi tưởng, phi tưởng, chứ không có lấy chúng sanh làm đối tượng. Và ở trong ngũ thiền sắc giới thì tại vì nó thuộc về xả niệm thanh tịnh hoàn toàn, thành ra nó không thể có cái trạng thái còn của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Và thưa quý vị, có một điều khác mà chúng ta cần nói ở tại đây đó là theo cũng theo trong sớ giải đó, thì một cái vị mà tu tập các thân thiền đó, thì vị đó có cái khuynh hướng vượt lại, vượt qua, bỏ lại. Cái trạng thái vượt qua bỏ lại tức là vượt qua các cái chi thiền. Mà thỉnh thoảng chúng ta đọc ở trong kinh tạng có nghe đến bát giải thoát. Ví dụ như một vị chứng sơ thiệt là vị thoát khỏi cái sự chi phối của năm triền cái. Nhưng mà vị chứng nhị thiền là vị đã vượt khỏi tầm tứ, nếu nó sơ kinh tạng, vượt lên trên. Thì nó có cái này là sứ giải có đề cập đến là tâm á, nó có dây mơ rì bà, nó thân thiện với tứ, tứ á, nó có dây mơ rì bà với tâm. Thì khi một vị mà vượt lên trên cái
vượt lên trên cái đạt đến mức độ mà vô tầm vô tứ, thì vị này có liên tưởng đến là bỏ tứ, tại vì tứ nó có liên hệ đến tâm, cũng như là lạc á, một phần nào đó thì nó có nó liên hệ đến hỷ, hỷ một phần nào đó thì nó có dây mơ rễ má với tứ. Và ở đây cũng là một điều rất là thú vị mà chúng ta không có đi quá sâu vào, tại vì chúng ta sẽ có dịp trở lại trong tương lai. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng năm cái chi thiền đây đó, trong đời sống bình thường của chúng ta nó chỉ là vấn đề là cơ năng. Dạ, như tầm tứ, nó không có nổi trội như là thủ tánh bất thiện hay thủ tánh thiện, à, thủ tánh tịnh hảo. Nhưng mà trong thiền thì năm cái chi thiền này rất là quan trọng. Và một người mà học đó thì cần nhớ là năm chi thiền này: tầm là thủ tánh tầm, tứ là thủ tánh tứ, hỷ là thủ tánh hỷ, lạc là thủ tánh thọ, và định là thủ tánh nhất hạnh hay nhất hức. Dạ, nên nhớ rõ như vậy. Năm chi thiền đối với thiền sắc và vô sắc rất là quan trọng. Bây giờ thì khi chúng ta nói đến những chi thiền này, chúng ta nói đến một cái nói tâm thiền. Nãy giờ chúng ta nói đến sự tu thiền của tâm thiện sắc giới, của tâm thiện sắc giới. Và bây giờ chúng ta nói đến tâm quả. Dạ, tâm quả thì như chúng ta học rất là nhiều lần là trong thánh pháp nó là tâm quả đó. Nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Ví dụ như ở trong tâm dục giới có tâm thiện, dục giới, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì nó tạo ra tâm quả cũng tương đương. Đó là tâm quả, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tuy nhiên, có những trường hợp mà rất là thú vị, rất là thú vị khi mà chúng ta đề cập đó, là ở trong tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới, tám tâm quả dục tịnh hảo, thì mặc dù nó cũng có những trạng thái giống như là thọ hỷ hay thọ xả, tâm thiện thì thọ hỷ thọ xả, tâm quả cũng thọ hỷ thọ xả, tâm thiện hợp trí ly trí thì tâm quả cũng hợp trí ly trí, tâm thiện vô trợ hữu trợ, tâm quả cũng là vô trợ hữu trợ. Nhưng mà hai cái trạng thái vô lượng Phật, bi và tùy hỷ, chỉ có ở trong tâm thiện mà không có trong tâm quả dục giới. Cái gì đó là đối với dục giới. Nhưng mà đối với sắc giới đó, thì tâm thiện có vô lượng phần thì tâm quả cũng có vô lượng phần. Mặc dù tâm quả nó làm việc là tục sinh trực thức và mệnh trục, tức là tục sinh hộ kiếp tử đó. Ở đây là do năng lực của thiền định. Một người tu thiền và khi mạng chung mà không có hoại thiền, tức là thiền vẫn còn, thì cái tâm thiền mang trạng thái nào thì tâm quả dẫn đi tái sanh, tâm quả tái sanh, và từ tâm quả tái sanh đó dẫn đến cái tâm hộ kiếp tiềm thức và mệnh chung giống y hệt như vậy. Đây là một cái đặc điểm của các cái vị trời phạm thiên. Nếu các vị phát những tu tập tứ vô lượng tâm thì trong tiềm thức các vị đó vẫn có tứ vô lượng tâm. Ở đây các vị nên nhớ rõ về điểm này. Nó khác giữa cái tâm quả sắc giới và tâm quả dục giới. Và rồi khi mà chúng ta đề cập đến tâm vô sắc giới, thì như chúng ta biết vô sắc giới là nó có bốn cái đề mục rất là trừu tượng, là không vô biên, thức vô biên,
vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng, thì nó tuyệt đối không có tướng vô lậu. Và bốn phạm trú tướng vô từ bị hy xả đó, nó có trong tâm sắc giới, mà chỉ có ở những vị lấy bốn điều buộc phạm trú làm đối tượng để tu tập. Nếu một vị tu tập các tầng thiền sắc giới mà tu tập như Kasina, đất, nước, lửa, gió, thì ở trung tâm các vị đó, ở trung tâm thì cũng không có bốn phạm trú, tại vì lấy cái điều buộc làm đối tượng. Và chúng ta nên nhớ về điểm này. Do đó, ở trong tâm vô sắc giới thì chỉ có 30 thuộc tánh, đó là 10 tợ tha trừ tâm tứ hỷ, 20 thuộc tánh tịnh hảo, tức là 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, và thuộc tánh trí tuệ. Tất cả tâm tịnh hảo đều có trí tuệ, nhưng mà ở trong tâm tịnh hảo, xin lỗi, tất cả tâm tâm thiền, tất cả tâm sắc giới và tâm vô sắc đều có trí tuệ, nhưng mà không có ngăn trừ phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, nghiệp, mạng là cái chủ tâm từ bỏ, và không có thân ác hạnh, không có ngữ ác hạnh, thân ác hạnh, và cũng không có nuôi bạn một cách tà vại đó. Thì cái đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó không có ở trung tâm thiền. Không ở trong tâm thiền, tại vì cái đối tượng nó khác. Chúng ta hiểu đối tượng khác. Thì thưa quý vị, lần rồi cũng như hôm nay, chúng tôi muốn lặp đi lặp lại một điều rằng, khi chúng ta học thắng pháp đó, là cũng tâm, nhưng mà khi mà mới học qua tâm đó, thì có những điều mình không đề cập đến, mình phải học đến thuộc tánh mình mới trở lại trạng thái tâm. Rồi sau này đó, mình học về như là người cõi nghiệp, hay là mình học về diễn trình của tâm thức, mình sẽ hiểu lại. Và đặc biệt là sau này khi mình học về duyên hệ đó, mình sẽ hiểu lại ở một góc cạnh khác. Nó tương tự như là quý Phật tử có một cái máy computer. Có nhiều người mua máy computer về chỉ để nghe nhạc, coi phim. Có nhiều người hơn chút xíu nữa có thể làm được một vài việc. Nhưng mà chúng ta càng làm nhiều việc nữa, thì chúng ta càng hiểu rõ hơn về cái hoạt động của một cái iOS, một cái operating system nó như thế nào, hiểu rõ computer nhiều hơn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà đối với trạng thái tâm mà mình học một lần thì mình chỉ hiểu một góc cạnh. Nhưng mà nếu chúng ta càng đi sâu vào những về sau này thì chúng ta càng hiểu nhiều hơn. Hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn quý Phật tử nhớ trong cái phần liên quan đến sự tương hợp giữa các tâm thiền dục giới, xin lỗi, tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc đối với các thuộc tánh ra. Khi chúng ta học vào phần này thì năm cái chi thiền phải nhớ cho kỹ, và tâm tứ hỷ lạc định. Và trong năm chi thiền đó đó, thì cái lạc nó thuộc về thọ. Trong sơ nhị tam tứ thiền, cái thọ nó thuộc về thọ lạc. Nhưng mà trong cái tâm ngũ thiền đó, ngũ thiền sắc giới và ngũ thiền vô sắc giới đó, thì nó là cái thọ thuộc về thọ, nó là thọ xả. Và chúng ta cũng nhớ một điều rằng, những cái pháp thiền này đó, nó càng lên cao đó, thì nó càng giảm bớt. Trong khi cái phước mà của dục giới đó, thì nó càng càng nhiều thì nó chất chứa càng nhiều. Ví dụ như là phước càng lớn càng nhiều đó, thì càng vi diệu. Và một người làm công đức lớn thì cái chúng ta gọi là công đức lớn là phước nhiều, là cái gì nó kênh càng nó công kênh. Nhưng mà trong tâm thiền thì nó lại là một chuyện mà giảm thiểu, nó là sự thuần thục. Đó là sự giảm thiểu các chi thiền. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay, nói về sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh đối với các tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc.
Thì ở đây chúng tôi nhắc lại thêm một điểm khác là về tâm duy tác. Tâm duy tác trong tâm thiền đó. Thì tâm duy tác được có một vài trường hợp là ví dụ như một cái vị như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất Ngài chứng các tầng thiền. Như cái vị ngày đó Ngài nhập diệt thọ tưởng định thì Ngài phải chứng cái thiền phi tưởng phi phi tưởng. Tức là hay là Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài viên tịnh Niết Bàn, Ngài nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, thiền tâm, nhập nhị thiền rồi trở đi trở lại vân vân, thì tất cả cái tâm thiền của chư Phật và chư vị A-la-hán đều là tâm duy tác. Và khi mà các vị phạm thiên, nhiều vị phạm thiên là các bậc thánh, nhiều vị phạm thiên đắc chứng quả A-la-hán ở cõi phạm thiên và từ chỗ đó viên tịnh Niết Bàn, thì thưa quý vị, khi mà các vị đắc chứng quả A-la-hán ở tại các cõi phạm thiên mà các vị tu thiền, thì tất cả những cái tâm thiền của các vị đó, các vị nhập thiền, tất cả tâm thiền của các vị đó đều là tâm duy tác. Yeah, đều là tâm duy tác. Là vì tâm đó nó không có để lại cái nó để lại cái mầm của sanh tử, nó không tạo ra tâm quả. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc cũng để lại tâm quả, nó có khả năng tạo tâm quả về sau này, nhưng mà tâm duy tác thì không có để lại tâm quả. Yeah, đó là trường hợp mà chúng ta nói rằng các vị A-la-hán chứng thiện hoặc là tu thiện, thì những sự đắc chứng các vị đó hoàn toàn là tâm duy tác. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc phần nói chuyện ở tại đây. Và Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang ở trước máy, xin Thượng Tọa khoan hỷ tiếp theo bài giảng ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta có thể, nếu còn thời giờ thì xin trở lại với thảo luận. Và Thượng Tọa có thể giảng hết cũng được, tùy ý Thượng Tọa. Và nếu Thượng Tọa thấy cần các câu thảo luận Thượng Tọa cho biết, thì sẽ chọn soạn các câu thảo luận. Kính cung trình Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Tiếp lời của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ba điểm ở trong bài học ngày hôm nay. Rồi sau đó khoảng 15 phút, còn lại 15 phút, Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cho câu thảo luận, 15-20 phút gì đó, cho câu thảo luận. Bởi vì chúng tôi chỉ trình bày những cái vấn đề mà chúng ta đã nghe rồi thôi. Ở đây hôm nay chúng ta học về sự tương hợp giữa tâm đáo đại với công sở phối hợp, hay là thuộc tánh của nó.
tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Gồm chung lại gọi là Mahakatachitta. Mahakatachitta tức là tâm đạo đại nói chung, tức là gồm có 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Trước hết thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái phần này, là ở trong kinh Tạng thì chỉ nói đến bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sơ thiền tâm cho đến tứ thiền thôi. Sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, năm chi thiền. Nhị thiền thì bỏ tầm tứ, còn hỷ lạc định, tam thiền, hỷ lạc định và đến tứ thiền thì nó chỉ còn có định và xả. Khi mà nói đến thắng pháp thì nói năm thiền. Sơ thiền thì cũng có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà nhị thiền thì bỏ tầm thôi, tứ hỷ lạc định. Tam thiền thì bỏ tứ luôn, gọi là hỷ lạc định. Và tứ thiền thì chỉ còn định. Và ngũ thiền thì định xả. Như vậy thì ngũ thiền của thắng pháp là tương đương với tứ thiền của kinh Tạng. Tứ thiền của thắng pháp tương đương với tam thiền kinh Tạng. Tam thiền của thắng pháp tương đương với nhị thiền của kinh Tạng. Nhưng mà ở đây đó, tại sao có nhiều hơn? Thưa quý vị, vì ở trong kinh Tạng khi nói đến nhị thiền là diệt tầm tứ, còn ở trong thắng pháp á, thì nhị thiền chỉ mới có diệt tầm và tam thiền mới diệt tứ. Cho nên nhị thiền và tam thiền ở trong thắng pháp là mở tương đương với nhị thiền của kinh Tạng. Điều này quý vị sẽ hỏi, như vậy thì tại sao có cái sự khác biệt như vậy, và giữa kinh Tạng và thắng pháp có cái sự chống cái với nhau hay không? Chúng tôi xin thưa rằng ở ngay trong bài kinh Phúng Tụng Sang Di Tí Số Tá Trường Bộ Kinh đó, Tôn giả Sariputta khi ngài nói đến ba loại định thì ngài có nói đến định vô hữu, định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ. Hữu tầm hữu tứ tức là định sơ thiền, còn định mà vô tầm hữu tứ thì đó là định nhị thiền của thắng pháp.
Rồi bắt đầu từ tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của thắng pháp mới gọi là định vô tầm vô tứ. Chứ còn nếu nói theo kinh tạng đó thì chỉ có hai loại định thôi, tức là định hữu tầm hữu tứ và thứ hai là định vô tầm vô tứ. Nhưng mà vì ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói thêm một loại định nữa mà theo trong thắng pháp đó, nhị thiền, định nhị thiền là vô tầm hữu tứ, vichara mata, sau vichara mata. Avitakka vichara. Vô tầm vô tứ. Thì như vậy khác nhau ở chỗ đó. Mặt khác, khi mà chúng ta nói đến thiền chứng, chúng ta nói 4 hoặc là 5 là đủ. Nhưng mà tại sao trong thắng pháp lại thêm có không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô xứ xứ, vi tưởng xứ, thành ra tới chín. Thưa quý vị, là bởi vì nói 4 hoặc 5 thiền tức là tứ hoặc ngũ thiền. Bây giờ chúng ta đang học tấm pháp cho nên ta nói ngũ thiền đi. Ngũ thiền ở đây đó nó có hai, là ngũ thiền thuộc về sắc giới và ngũ thiền thuộc sắc giới. Ngũ thiền sắc giới là còn bám theo cái đề mục hữu sắc, còn ngũ thiền vô sắc giới thì không, thì đề mục thiền vô sắc. Bởi thế cho nên đối với không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, các cái tâm thiền đó đều có hai chi thiền là xả và định, hay là xả và nhất hành. Obekhe kakata. Thì do vậy Ngài Bố Thất Khu Xá trong Thân Tịnh Đạo Ngài có nói đến cái điều này, là sự phân loại thứ bậc thiền sắc giới là dựa trên chi thiền Chananga. Hễ tâm thiền có tầm tứ hỷ lạc định thì đó là sơ thiền, mà tâm nhị thiền thì chỉ còn tứ hỷ lạc định, tam thiền thì có hỷ lạc định, tứ thiền thì chỉ lạc định, và ngũ thiền thì có định và xả. Tức là phân loại theo chi thiền 5, 4, 3, 2, 2. Thế mà càng thì càng tinh vi, tinh tế thì chi thiền giảm bớt. Nhưng mà đối thiền vô sắc, vì trạng thái tâm thiền không vô vi xứ, thứ vô vi xứ đều là định và xả, chi thiền định và xả hết, cho nên không thể phân loại thứ bậc mà dựa trên chi thiền được. Mà tâm của sắc giới là dựa trên đề mục
Aramana. Cho nên một điều mọi người học diệu pháp, học thắng pháp thì chúng ta phải chú ý cái sự phân loại thứ bậc thiền sắc giới là dựa trên chi thiền nhiều hay là ít. Còn sự phân loại thứ bậc của thiền vô sắc giới thì dựa trên địa mục không vô vi xứ, hay địa mục thức vô vi xứ, hay địa mục vô sở xứ, hay địa mục phi tưởng xứ. Đó là cái vấn đề thứ hai mà chúng ta muốn trình bày thêm. Cái vấn đề thứ ba ấy, khi chúng ta nói đến chi thiền của thiền thiện sắc giới và chi thiền của thiền tố sắc giới, khi mà chi thiền của thiền thiện đó thì tâm nó đối trị với hôn thủy cá, đối trị với quỷ cá, hỷ đối trị với sân độc cái, lạc đối trị với trật trọng hối cái, và định thì đối trị dục cái, tức là tham dục. Thế thì người ta sẽ đặt vấn đề là như vậy vị A-la-hán tu thiền, vậy tâm thiền, sơ thiền, tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền, tố ngũ thiền cũng thiền như vậy, thì chẳng lẽ chi thiền nơi vị A-la-hán, nơi tâm thiền của vị A-la-hán, tâm thiền tố khởi lên để đối trị với tâm triệt cái sao? Nếu vậy thì mâu thuẫn, bởi vì đã biết rằng vị A-la-hán là đoạn tận được khác lậu hoặc phiền não tham sân si đều dứt sạch, do đó cho nên tham dục cái, sân độc cái, trạo hung thị cái, trạo hối cái, quậy nghi cái nó đều không còn, thì lấy gì để mà đấu trị? Xin thưa quý vị, ở trong bộ Khang Hát Đi Bên Đi minh giải về thiền thì cũng có giải thích vấn đề này là chi thiền nếu mà đã khởi lên cho một vị hành giả phàm nhân, phàm tăng nhân, hay là đối với bậc hữu học, thì chi thiền đó nó còn tính năng là đối trị. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thì chi thiền không phải là để đối trị với phiền não triền cái, mà những chi thiền khởi lên ở trong từng thứ bậc của tâm thiền tố là để cái sự an tịnh phiền não nơi tâm của vị A-la-hán càng thanh tịnh hơn.
Chúng ta cũng ví dụ là một cái đồ vật dùng xài trong nhà như là cái mặt bàn chẳng hạn, thì ta dùng đến khăn để chúng ta lau cái bàn đó. Nhưng mà cái bàn ăn nó đã được sạch bụi rồi, nhưng trước khi dọn ăn thì người ta cũng dùng cái khăn để người ta lau qua cái bàn đó. Thì chúng ta mới hỏi, như vậy thì cái bàn lúc nào cũng dơ phải không, cũng đóng bụi phải không? Mình nói không. Cái trường hợp bàn mà không có sử dụng đó, mới lần đầu sử dụng thì bụi nó đóng đầy, dơ bẩn, do đó cho nên phải lau, phải lau bụi bằng cái nồi dẻ. Nhưng mà mặc dù sau đó cái bàn vẫn sạch, ví dụ như tâm của vị A-la-hán, nhưng mà khi người ta dọn những thức ăn lên đó để cho người khác ngồi vào bàn ăn, người ta không thấy người đầu bếp bày hầy, cho nên trước khi dọn lên người ta cũng dùng cái khăn bàn, ta dùng cái khăn để ta lau bàn sơ qua một cái. Như vậy không có nghĩa là lau bàn lúc nào cũng là để quét bụi, để sạch bụi, mà nó có hai trường hợp: một là lau để sạch bụi, hai là lau để củng cố cái sự sạch đó thêm nữa, đã sạch để sạch thêm. Thì trường hợp tâm vị A-la-hán như vậy, tâm này không có phiền não, đã thanh tịnh phiền não rồi, nhưng mà hễ các cái thiền chi khởi lên ở trong tâm thiền tố của vị A-la-hán thì những cái thiền chi đó nó càng làm cho tâm của vị A-la-hán đã thanh tịnh lại, thanh tịnh tuyệt đối, là trường hợp gì? Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng lúc nào có chi thiền thì cũng phải đối phiền não. Nếu mà chúng ta nói chi thiền luôn luôn đối trị với phiền não, truyền bá thì như vậy nhỉ? Tâm thiền của vị A-la-hán có chi thiền, lẽ ngày hồi đắc A-la-hán ngày còn hay sao mà bây giờ phải dùng cái chi thiền để đối trị những cái phiền não nữa. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu riêng về đối với vị A-la-hán thì chi thiền tố là chỉ để làm cho cái sự thanh tịnh đó nó càng thanh tịnh thêm, chứ không phải là để diệt trừ, để đối trị với phiền não. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm qua cái bài học mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa giảng xong. Bây giờ thì chúng ta còn 30 phút để cho có phần thảo luận. Vậy xin cung kính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Tiểu Sư. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, Thượng Tọa có thể giảng một trả lời một câu rồi sau đó Thượng Tọa đi nghỉ.
Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, tại sao mà chúng ta thấy về cái sự đối lập giữa các thiền chi và các thiền cái đó, thì mình thấy nó rõ lắm. Ví dụ như là định đó, thì nó đối lập với tham, nhưng mà trong tâm tham á thì thuộc tánh định và thuộc tánh tham á nó lại có thể đồng sanh với nhau được. Hay là chúng ta nói thuộc cánh hôn trầm thủy miên là nó được đối trị bởi cái chi thiện, nhưng mà trong tâm bất thiện thì có những tâm hữu trợ mà nó không trầm thủy miên, nó cũng lại có tầm ở trong đó. Thì tại sao mà khi mà nó biến thành chi thiện thì nó đối lập được, mà khi mà nó chưa biến thành chi thiện đó, nó không, mình không có tu thiền đó, thì những cái chi pháp này nó lại đồng sanh với nhau được? Xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ giải về điểm này. Xin thỉnh Thượng Tọa. Những câu hỏi hấp búa này thì chỉ có Thượng Tọa Giác Cảnh mới móc ra được thôi. Rất là hoan hỷ xa thú. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thực ra thì tâm ở chi thiền thì cái đặc tính nó khác, cái vai trò nó khác. Còn tâm mà khi nó tương hợp với tâm bất thiện thì cái đặc tính lại khác. Bình thường như là ở trong tâm tham hay tâm sân mà hữu trợ đó, thì có thể có hôn trầm thủy miên, hôn thủy cái, và đồng thời nó cũng có tâm sở tầm phối hợp với tâm tham hữu trợ, tâm sân hữu trợ. Tại sao vậy? Là bởi vì tầm ở trong cái lĩnh vực này, trong trường hợp này, cái chức năng của nó là nó giúp cho các tâm sở đồng sanh với tâm đó, hướng đến cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Hướng đến cảnh mà nó biết, cảnh mà nó phải biết. Thì như vậy nó đi chung được. Còn khi tầm mà nó trở thành cha năng gán là chi thiền, ở trong cái tâm thiền chứ, thì tầm đó đã được tôi luyện một cách cứng khắp, một cách mạnh mẽ. Lúc bây giờ nó đấu trị với hôn trầm thủy biên, nó có những cái điều lạ lắm thú vị. Cái pháp nào mà chúng ta yếu đuối thì cái đó
nó là môi trường để cho phiền não nó dựa dẫm, như là hôn trầm thị miên thì nó đồng sanh và nó tương ưng với tầm ở trong tâm bất thiện hỗ trợ. Nhưng mà pháp nào mình cái cũng là tầm tứ, nhưng mà làm cho nó mạnh lên, cứng cáp lên, kiên cố lên, thì lúc bây giờ nó lại đấu trị với chính cái phiền não đó. Cái trường hợp này nó cũng rất dễ hiểu thưa quý vị. Có những cái hoạt chất mà đưa vào trong cơ thể thì nó tàn hại, nó tàn phá cái cơ thể, nó độc hại. Nhưng mà quý vị có biết rằng là nọc rắn hay là chất áp phiện, trong y học người ta vẫn sử dụng nó để làm việc có ích cho cái việc điều trị bệnh, để điều trị bệnh, chứ không phải là lúc nào nó cũng độc như vậy đâu. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái chỗ này. Khi mà chúng ta ngày thường chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ cái này cái kia, chúng ta suy nghĩ về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc, thì cái sự suy nghĩ đó là tầm tứ. Cái sự suy nghĩ thông thường của chúng ta đó, tâm mà nó hướng đến cảnh đó, thông thường vậy. Đối với phàm phu chúng ta thì nó lại là một cái cơ hội để làm cho phiền não sân si nó phát triển. Nhưng mà nếu được tu tập chỉnh đốn lại thì cái tầm tứ đó là hướng tâm bất loạn trên một cái đề mục, bám sát trên đề mục, một đề mục lành mạnh như là đề mục thiền chẳng hạn, thì như vậy tầm tứ lúc bây giờ nó được, đã được thuần hóa. Và khi mà tầm tứ nó đã được thuần hóa rồi đó, thì lúc bây giờ trở thành chư thiền thì nó quay lại, nó đối trị với những cái phiền não trực cái. Tầm tứ hỷ lạc định của vậy. Cũng như các người ta thì nhất hành, thì ở trong tâm tham vẫn có nhất hành như thường. Nhưng mà tại sao khi mà nó trở thành samadhi chanangga, ekakata trở thành chi thiền, thì lúc bây giờ nó lại đấu trị với tham dục? Thì chúng ta cũng lấy theo cái lý đó mà chúng ta hiểu. Khi mà một người họ thích thú hưởng thụ cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị xúc, thì trong lúc họ đang hưởng thụ như vậy đó, thì cái gì làm cho tâm tham của họ dán, cái tâm tham đó nó dán dính vào trong cái cảnh xúc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngấu xúc lại? Thưa quý vị, cái tính chất ekakata nhất hành nó giúp cho các cái tâm tâm sở đồng sanh, các danh quẩn đồng sanh đó, để mà
tập trung trên cái đối tượng đáng ưa thích hay là đáng giận dữ, thì như vậy cái vai trò mà giúp cho các pháp đồng sanh tập trung trên đối tượng thì cái vai trò đó là của Ekakata. Như vậy Ekakata đó nó lại đồng lõa với tâm tham, nó sanh khởi và nó tương ứng với tâm sở tham, để mà nó đồng tương hợp ở trong tâm tham. Lúc bây giờ là Ekakata đó nó chỉ là tình sở hữu biến hành mà thôi, và nó làm cái công việc đó là theo cái cách của nó, theo cách tri, cách đó gì. Nhưng Ekakata khi mà đã được huấn luyện thuần thục, đã được tu tập, nó trở thành một cái lửa tam muội, chữ tam muội samadhi ở đây đó, thì nó lại có cái sức mạnh để mà đối trị với tham dục cái, dục dục cái, kamachanda trong năm triền cái. Cái điều đó chúng ta không có, không có lạ lắm gì khi mà những cái chi thiền này nói ở một nơi thì chi thiền này nó đối trị năm triền cái, nhưng mà ở nơi khác thì chúng ta nói ở trong cái tâm bất thiện, tham sân si, thì những cái phiền não nó vẫn đồng sanh và tương ưng với bốn dáng của chi thiền, tức là tầm tứ, hỷ, lạc, Ekakata, định, vân vân. Như vậy tại sao ở đằng này á thì mình nói là đối trị, mà đằng kia thì nó lại là tương hợp? Làm sao nó hợp với tâm bất thiện? Thì xin thưa quý vị, hệ thắng thì làm vua, thua làm giặc. Tầm tứ hỷ lạc định, tầm tứ hỷ lạc và nhất hành đó, khi mà nó xu hướng theo bất thiện pháp thì nó bây giờ nó trở thành giặc. Đương nhiên là hãy trở thành giặc thì nó phải tương ưng câu sanh với những cái chi triền cái. Còn khi mà được huấn luyện trở thành mạnh mẽ thì tầm tứ hỷ lạc định đó nó là những cái chiến tướng để mà quay lại, để mà tiêu diệt năm triền cái. Cái đó là do chúng ta biết sử dụng, khéo sử dụng hay không khéo sử dụng. Bây giờ chúng ta cũng tầm với tất cả, nhưng mà khi ngồi đó cứ hướng tâm đến cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngô xúc lạc, thì nó làm cái yếu tố cho phiền não sinh khởi, phiền não tham vân vân sinh khởi. Nhưng mà nếu khéo tác ý yoniso manasikara thì chính tầm tứ hỷ lạc định đó nó trở thành chi thiền, nó trở thành cái dao sắc bén để mà cắt đứt những cái phiền não triền cái này. Cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra cái câu hỏi đặc biệt này. Và bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại điều họp. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kích trình Thượng Tọa Thư Sư. Để thỉnh Thượng Tọa Thư Sư đi nghỉ. Và Thưa tôi thấy Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tây Quyền đang có mặt ở trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ
trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa, không biết thượng tọa Thượng Quyền. Dạ vâng. Thượng tọa Thượng Quyền, đôi khi người mới học có thể cảm tưởng như là trong một cách na tâm ấy, có rất nhiều cái thuộc tính mà hầu như là mình không làm gì được. Nhưng mà khi mình học càng sâu vào thắng pháp thì mình thấy rằng những thuộc tính giống như là tầm tứ hỷ, hay là nói là tính niệm tầm quý, nó có thể tăng cái cường độ của nó. Dạ, thí dụ con tầm nó có thể tăng ở mức độ nào đó thành chi thiền chẳng hạn, thì do cái sự tu luyện, do sự tu tập, do cái lối sống của mình thì những cái thuộc tính nó tăng hay giảm, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa Thượng Quyền Hoa Kỳ cho vài ý kiến về điều này. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến là sư phụ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Từ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Thưa chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu hỏi rằng phải chăng sự tu tập hay lối sống nào đó thì thuộc tính của tâm sẽ tăng hay là giảm về cường độ, như là tâm tứ hay là tính tấn, tính tấn niệm định hay là tính tấn niệm định tuệ vân vân, thì hay hoặc là du thân du tâm, tự tấn tự tâm, nói chung là những tình ảo biến hành nó sẽ xuất hiện. Thì kính thưa quý vị, quả thật đó là một sự chính xác như vậy. Nếu chúng ta khéo điều phục, chúng ta khéo tu á, thì chi tâm chi tứ nó dễ sanh lên. Đối với các vị chứng thiền, các vị tu tập thiền chỉ để chứng đắc được sơ nhị thiền vân vân, thì cái điều này đòi hỏi phải có cái tu mới chứng được, phải có cái tâm định, phải có cái định tâm, cái tâm phải kháng kích. Thì dù cái trong lối sống nào, những cái lối sống đó nó được, nó làm cho định tâm trưởng. Nhiều khi người ta không phải là một, người ta bỏ ra một sự tu tập bằng một như là chính chúng ta, nhưng điều người ta luyện bằng cách thức định, người ta luyện bằng cách thức định, người ta định tâm lại thì nó cũng sẽ khởi sanh nhé. Chúng ta phải nhớ như vậy. Còn cái thứ hai nữa, ví dụ giờ chúng ta là người ta làm việc để cho cái tính của niệm, của tàng, của vô tham, của vô sân, của hành xả vân vân, nó khởi sanh lên, thì cái đó là chúng ta phải tập, chúng ta phải có tập một cái thuộc tính sống đó, để cho vừa rồi từ cái thuộc tính sống đó thì các cái tâm sinh nó sẽ khởi sanh. Thí dụ giờ chúng ta thấy một người thử ngoạn, một người sống bằng đời sống mà nó có người ta sống một cuộc sống, đời sống nó dùng như là thiền vị hay nó thiền đạo gì đó chẳng hạn, những cách sống đó, thì những cách sống đó, những cách sống điềm tĩnh, những cách sống đó là sống chậm, những cách sống lặng lẽ, những cách sống thăng trầm, xin lỗi, những cách sống trầm, nó quan sát đi theo từng nhịp bước, từng cái uống trà, từng cái phong cảnh mà họ định đặt ở nơi đó đó, thì nó nhẹ nhàng, thì tâm lúc đó nó cũng nhẹ nhàng.
Nếu chúng ta ở những cái nơi đó thì làm cho tâm chúng ta nó cũng bớt phải tham, phải sân, phải si, hay là bớt thủ dục. Cái đó nó hay lắm. Bởi vì tại sao như vậy thì chúng ta biết, thí dụ như những cái chùa đi vô thì có cái tượng, có kinh sách thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó trùng xuống với cái tâm mà mệt mỏi bao la trong cuộc đời. Khi chúng ta được hưởng một cái cảnh chùa đó thì tâm chúng ta nó sẽ trùng xuống, nó đỡ phải mệt mỏi nếu chúng ta biết cách. Thì ở đây chính là một điều đó là chắc chắn như vậy. Để quý vị đi tới một cái khu sinh thái cũng vậy, một cái sinh thái không phải là một cái chùa chiền, nhưng không phải là cái chỗ mà để tu tập gì lớn lao. Nhưng khi đi tới đó thì sự thật ra cái chỗ mà khu sinh thái này mà nó mang tính, tức là nó nghiêng về cái ý niệm về cái tinh thần, chứ chưa nói về tâm linh, chứ nói tâm linh thì quá đặc biệt rồi. Nhưng về cái ý niệm của tinh thần thì nó cũng nhẹ nhàng, chứ phải khu sinh thái nơi đó, tức là nơi dành cho để chúng ta vui đùa, nó mát mẻ, không phải là vậy. Và nó trong cái môi trường không phải là như thế, mà cái khu này cũng như là nó rất là nhẹ nhàng. Thì tâm tư của chúng ta nó có khác chứ, nó rất khác. Ví dụ như những người mà sống trong một cái biệt thự, cái biệt thự, hay là sống trong cái ngôi nhà lớn, nó trầm mặc á, thì cách sống mà người ta sống được đó, thì cách sống người ta nó khác một cách sống, tức là người ta rất là sợ một cách sống nó trầm mặc, một cách sống nó đơn độc, một cách sống nó phóng người. Thì cách sống như vậy thì kính thưa quý vị, những cái tính bất thiện, những cái tính tịnh hảo nó sẽ khởi sanh nhiều, bởi vì bớt đi cái gì, cái sự va chạm, một cái guồng chạy của cuộc đời. Đó là thực tế như thế. Rồi cùng còn cái thứ hai nữa, nhiều khi người ta thực hiện một cái công trình gì của ta, chẳng hạn như kiểu điêu khắc nghệ thuật đi, người ta tập trung vào một điểm để người ta phát họa nên một tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn như vậy đó. Cái lối sống nó mang tính tư duy, người ta thích đi theo một cái nghệ thuật đó và nó đi theo chỉ một cái đó. Một người đa nghề đa nghiệp, nó phổ thông và nó tất cả, thì người đó nó có một cách sống nó khác. Có nhiều người sống rất là chuẩn mực trong cái lối sống, chúng tôi đang nói cái chuẩn mực trong cái lối sống về cách chẳng hạn như người ta uống phải như thế nào, ăn phải như thế nào, chăm một cốc trà nó phải ra sao, ý như là đà đạo trà nhất chứ, bài bán và nó phải đi từng cái tráng, cái ấm, cái chén, cái tách, cái đồ pha, và chế trà khi nào và ra sao. Thì ở đây cái người phải có cái tính đó mới làm được, có cái tính mà nó trầm mặc, coi như là cái định ở đó, có cái tâm định nó tương đối nó tốt thì chúng ta mới làm được. Còn dĩ nhiên nếu như là một sự tu tập thì quá tuyệt vời rồi, thì những cái sở tâm tịnh hảo nó sẽ khởi sanh ngay, bởi vì tâm nó yên tĩnh, tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó không có bị cái sân, bị cái tham dục nó chi phối một cách mạnh mẽ. Thì dĩ nhiên ở đó họ cũng sống còn bị ảnh hưởng của của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó tế hơn, thì cái tâm á dễ dàng các cái tục tính tâm, sở tâm nó khởi sanh lên. Vì chính quý vị chúng ta ai chúng ta thấy, chúng ta sống, chúng ta ăn của mình, chúng ta uống, chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm việc, nếu chúng ta quá hối hả thì nó khác đi, thì nó là cái việc bình thường, là cái lối sống chung của phổ thông của con người. Nhưng nếu chúng ta ăn chậm rãi một chút xíu, chúng ta nói chuyện chậm rãi một chút xíu, chúng ta làm việc chậm rãi một chút xíu, thì những cái tính, thí dụ chẳng hạn là tính niệm tạm quý vô tham vô sân hành xã, khinh thân nhân tâm, vô thân nhân tâm, thường thân chánh tâm, nó sẽ
nó sẽ từng bước mà nó khởi sanh. Đây là thật như vậy. Chứ còn nếu chúng ta sống một cách quá là ồn ào náo nhiệt, một cách vội vàng, thì phải nói rằng những cái thuộc tánh tâm sở tình hảo nó có thể đi theo ta khi mà chúng ta phải có một cái trí tuệ, khi chúng ta có một cái sự thực nghiệm, khi chúng ta có một cái sự định niệm nó vững vàng, chúng ta định niệm vững vàng cho nó ít có bị động. Chẳng hạn như vậy, chúng ta làm việc thì làm việc rất nhiều, nhưng chúng ta làm việc với cái thời gian cho nó nhất định, cho nó ổn định, vân vân. Thì cái cách này thì nó rất là do cái sự tu tập, hay là do một cái lối sống, hay là một cái nghề nghiệp của chính họ, mà có thể những cái thuộc tính đó nó xuất hiện. Nhưng điều mà những thuộc tính nó xuất hiện, thí dụ thuộc tính nó xuất hiện ở tính bình thường thì cái tâm sở nó bình thường, sở tâm nó bình thường. Còn nếu như thuộc tính mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta tu tập ở một cái quyết tâm và cao độ, thì nó xuất hiện và nó khởi sanh cho chúng ta một cái sở tâm nó mạnh mẽ hơn, nó được sáng hơn, nó tươi hơn. Thì đây chính là những cái điều mà chính chúng ta có cái tâm như thế nào thì kết quả nó sẽ như thế đó. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì đây chính là câu trả lời của chính ông là như thế. Nhưng có đi cầu một chút, kính bạch thượng tọa, nam mô Bổn Sư. Sa thú kính trình thượng tọa Tây Nguyên. Thưa Phật tử, chúng tôi xin nhắc lại một điều như vậy là đôi khi chúng ta học một môn gì đó, có lúc chúng ta cảm thấy rằng có những phần mà mình không cần học, hay là mình không thích học. Điều này thường xảy ra khi mà chúng ta đi chùa nghe pháp, nhất là chúng ta học kinh đại. Khi như là ngay cả trong Trung Bộ Kinh, có những bài kinh mà mình thích, có những bài kinh không thích. Chúng tôi nhớ rằng có mấy vị họ lựa chọn ra những bài kinh nào đó để họ giảng, còn những bài kinh khác họ không giảng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là trường hợp mang tới cách hơi cá biệt một chút. Nhưng mà lấy hai ví dụ là khi mà mình đi học trong trường tiểu học hay trung học hay đại học đó, nhiều trường nào đi nữa, thì có những môn mà mình thích, có những môn mình không thích thì mình cũng học. Ban đầu thì thấy nó có liên quan tới nhau hết, giống như là toán là toán, văn là văn, thấy nó khác biệt. Nhưng mà người ta vẫn cần có một cái trình độ căn bản. Yeah, căn bản. Khi chúng ta có trình độ căn bản rồi đó, thì ví dụ bây giờ chúng ta nói mình học về bác, học về y khoa, không có nghĩa là về văn học mình không cần, hay là về triết học mình không cần, hay xã hội học mình không cần, nó có liên hệ với nhau. Và trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Yeah, dĩ nhiên là quý vị nào đến thành phố Houston thì chúng ta chỉ cần biết một mảng của thành phố, như là từ nhà mình đến chợ là đi đường nào, ra phi trường đi đường nào cũng được. Nhưng mà có những cái ngõ ngách khác, có những phần khác, nếu chúng ta biết được thì cũng rất có lợi. Và do vậy những học chỉ như là bên một. Dạ, mình học một cái môn nào nó có nhiều thứ. Và đặc biệt là khi mình học thắng pháp, mình học thắng pháp và mình học với như là bốn pháp: tâm, thủ tánh, sắc pháp, niết bàn, rồi các pháp về chế định, về di thiết ấy. Nó là cả một cái hệ thống liên lạc với nhau. Và nếu mà mình học chỉ có một phần mà mình không học những phần khác thì
thật ra có những phần chúng ta không có thấu đáo được. Nhưng bây giờ quý vị thấy rằng chúng ta đã đi qua tâm và thuộc tánh. Phải nói một điều rằng nếu không có phần thuộc tánh, có những phần mà về tâm chúng ta hiểu không hết. Hay là về sau này chúng ta học về duyên hệ, thì lúc bây giờ mình thấy rằng những gì mình đang học ngày hôm nay đều xài hết, không có phí phạm, không có bỏ chỗ nào. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau tận dụng những cái cơ duyên mà mình ngồi xuống để cùng nhau học, cùng nhau thảo luận, cùng nhau lắng nghe. Những điều này nó rất lợi lạc cho chúng ta về lâu về dài. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp học Phạn ngữ do Thượng tọa Thiền sư giảng giải. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thu lành thay. Con là Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, truyền dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng âm đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa ư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả.